Tổng kết những cuốn sách mình đọc trong tháng 2. Mình sẽ nói trước về những cuốn ebook mình đọc. Đầu tiên là mình đọc xong cuốn How to Sell a Haunted House của Grady Hendrix. Cuốn này mình cho 5 sao. Thực sự rất là hay. Đây là một cuốn sách mà nói về một căn nhà ma. Và câu chuyện ở đây là nói về hai chị em Louise với cả Mark. Câu chuyện là Louise biết được tin là bố mẹ mình chết trên đường để gặp tai nạn, trên đường đi đâu đấy. Thế là bố mẹ cô ấy gặp tai nạn và chết. Cô ấy thì đang có một đứa con kiểu mẹ đơn thân ấy. Louise bây giờ phải trở về căn nhà của bố mẹ để sắp xếp thu dọn đồ đạc và chuẩn bị để bán căn nhà này nữa, hoặc là giữ căn nhà này, thì đấy là tùy ý của Louis. Tuy nhiên là Louis còn cậu em trai tên là Mark, thì bây giờ hai chị em là phải cùng giải quyết xem căn nhà này là bán hay gì. Thì đọc dưới di chúc, Louis phát ra là bố mẹ nào nhỉ, bố thì muốn là hình như là ông, tức là theo cái di chúc là lại còn ai là người chết trước thì sẽ thực hiện di chúc nào người đó đầu tiên ý. Kết luận cuối cùng ý thì là căn nhà này thuộc về Mark. Trong khi đó thì bà mẹ, bà ấy có một cái bộ đồ chơi, bộ đồ các con rối, các con búp bê. Thì cái bộ sưu tập các cái đồ chơi đồ con rối đó sẽ cho Louis giải quyết. Louis là người sở hữu tất cả bộ đấy. Nó hơi bất công. Và Louis rất là không thích. Này, để chú mẹ, cái chuyện này nói nhiều về tình cảm gia đình là chính. Và nếu các bạn có thích nhà ma, yếu tố nhà ma này, búp bê ma, con rối ma, thì các bạn sẽ rất là thích cái cuốn sách này. Nó cái yếu tố về cái búp bê ma, con rối ma ấy, thì nó lại liên quan đến hồn ma rồi. Nó cũng không có gì là quá là mới. Nhưng mà cái mới của chuyện này ấy, thì đó là cái cách mà ngay từ đầu tác giả đã sell chúng ta luôn là How to sell haunted house. Để chúng ta biết được luôn là đây là một căn nhà ma và hai chị em này đang cố là bán căn nhà này đi. Nên không hề có sự giấu giếm gì, nó không phải là một cái bất ngờ. Cái căn nhà ma này chúng ta không bất ngờ là nó là bị ám. Chúng ta chỉ bất ngờ về cái yếu tố là cái gì đang ám những con búp bê ở trong căn nhà này và tại sao bọn chúng lại có vẻ rất là bị ám ảnh bởi chính cả Mark với cả Louis. Kể cả khi chúng ta biết được cái nguồn gốc là tại sao lại có sự ám ảnh như thế, tại sao lại cái mấu chốt của việc bị ám đấy là như nào ấy, thì cái riêng cái việc bị mấu chốt bị ám đấy nó cũng không khác gì là cái mạch truyện chính của chuyện là nói về tình cảm gia đình, nói về mối quan hệ của Mark với cả Louise. Vì hai chị em này cho dù là cùng đều là những đứa con đang cố bán đi căn nhà này thì họ lại có những quan điểm và cách sống rất là khác nhau, và họ có rất nhiều mâu thuẫn xích mích. Đến tận khi họ lớn rồi mà cái cách giải quyết xử lý họ nó vẫn như những đứa trẻ. Trong cái con mắt của Louis thì Mark như một đứa trẻ to xác thôi, và là một đứa trẻ và là một người đàn ông không có trách nhiệm gì với chính tài sản của gia đình cả và vô tâm. Đấy, trong khi Louis thì có một đứa trách nhiệm là có một đứa con rồi và cô cũng rất là thiên về bố mẹ nhiều, trong khi đó mẹ cô ấy chính ra lại thiên vị nhiều cho Mark hơn. Thế nhưng mà cô ấy cảm thấy là Mark không quan tâm đến gia đình, đến cái tài sản của gia đình ấy, và thế là họ có những cái sự xích mích nó rất là căng thẳng ở trong suốt cả quyển sách này. Cái bên cạnh cái yếu tố về ma quỷ ám như thế, cái gì đó ám ảnh căn nhà này, hay là phải điều tra ra được cái nguyên nhân tại sao lại có những cái sự ám ảnh này, thì đó là cái cách Louis với cả Mark cùng nhau giải quyết vấn đề. Đầu tiên là họ có quá nhiều là những người muốn bất hòa. Cái bất hòa ngay từ khi họ gặp nhau là chúng ta đã thấy được cái sự bất hòa rồi. Sau đó nó cứ diễn tiếp, nó kết nối tiếp rất là nhiều những cái xích mích. Và cứ hai người này gặp nhau thôi, chỉ cần nhìn mắt nhau thôi là họ đã cảm thấy khó chịu với nhau rồi. Và họ sẽ đưa ra những cái lời cạnh khóe móc biển rất là khó chịu, khó nghe. Sự bất hòa, cái mâu thuẫn giữa hai người này nó kinh khủng đến mức mà ai cũng có thể nhận ra được. Nó là một cái gì nó cứ bùng nổ, nó cứ trực trở, trực chỉ có đợi đến cái lúc để nổ ra mà thôi. Thế nhưng chính cái việc căn nhà bị ám này
là cái mấu chốt chung để giúp cho hai chị em này đến với nhau, là họ giải quyết được những cái xích mích của gia đình và họ trở thành những con gà, họ phát triển có sự thay đổi đây. Và đó là cái điều mình thấy rất là hay ở cái cuốn này, nó không chỉ đơn giản là một câu chuyện kinh dị, một cái câu chuyện ma, mà nó có các yếu jump scare như là yếu, rồi những cái trope rất là cũ kỹ trong cái chuyện kinh dị như là búp bê ma, rồi ma ám, căn nhà ma, mà đây là thuần túy sẽ gần như là nói về tình cảm của anh chị em trong gia đình. Bởi vì như mình nói đấy, là đến cả cái gốc gác, cái cốt rễ, cốt lõi của cái việc bị ám nó cũng có liên quan tới tình chị em, tình anh chị em trong nhà ấy. Nên là mọi thứ trong chuyện này nó đều có cái sự liên quan với nhau, nó có cái rất là chặt chẽ với nhau, không phải là một cái gì nó vu vơ tác giả cho vào mà có đâu. Thế nên đây là một cuốn sách mà mình thấy là nó không thuần túy là kinh dị kiểu có những cảnh hù dọa, mà nó thực sự là có một cái chiều sâu, có một cái sức nặng, là chúng ta đọc và chúng ta có thể thực sự là hiểu được cái câu chuyện, mình có thể nhớ được câu chuyện đấy. Nó không đơn giản chỉ là một cái chuyện ma về căn nhà ma ám, có búp bê bị ám, mà dưới mà đằng sau đấy nó là bức tranh xây dựng về cái hình ảnh hai chị em và cách hai chị em này mà bắt đầu đi từ những quá là những cái sự khác biệt, những cái sự bất hòa, quan điểm khác nhau mà dẫn đến việc là họ cùng phải kết hợp với nhau để giải quyết được cái việc ma ám. Thế cho nên đây là một cuốn sách mà mình thấy là với cái cách viết của tác giả Grady Hendrick thì mình cũng có thể đoán được là tác giả Grady Hendrick ấy viết nó sẽ không bao giờ thuần túy theo kiểu kinh dị mà khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi, dạng bị ma ám gì, mà sẽ luôn luôn có cái yếu tố nó thiên nhiều về tình cảm, quan mối quan hệ con người, hoặc là nói về một vấn đề xã hội nào đấy. Nó sẽ không khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi vì cái sự kinh dị đấy, mà là chúng ta cảm thấy nhớ, ấn tượng vì cách tác giả có thể lồng ghép được những cái yếu tố mà tưởng chừng như nó chỉ có thể ở trong những cái chuyện drama hay là lãng mạn hay là contemporary, nhưng mà được lồng ghép vào kinh dị. Đó là cái điều mình rất là thích ở tác giả Grady Hendrick. Để cuốn tiếp theo mình có đọc, thực sự là trong hai mình đọc cũng không được nhiều lắm, là cuốn The Marriage Act của John Mars. Nhưng mà cái số lượng mình đọc ít nhưng mà được cái là khá là chất lượng. Một cuốn The Marriage Act của John Mars này là một cuốn sách mình cũng cho 5 sao, và thực sự là nó còn hay hơn rất 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 là nhiều so với cuốn Một Nửa Đích Thực mà đã được dịch lại năng cũng của tác giả John Mars, The One ấy. Thì cái cuốn The One đấy, Nửa Kia Đích Thực hay là Một Nửa Đích Thực ấy, là một cuốn sách mà vô cùng nổi tiếng trên BookTube. Cứ nhắc đến John Mars chúng ta sẽ nhớ đến cuốn The One. Và cuốn The Marriage Act này thì nó lại là nối tiếp cái, không phải là câu chuyện mà là nối tiếp cái thế giới ở trong cái The One ấy. Và ở trong The One chúng ta có cái ứng dụng match cho DNA để tìm người mà có cùng cái mã DNA yêu với mình, đúng không? Chúng ta tìm người đó và chúng ta sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình. Và hệ quả của việc đấy là gì? Cái yếu tố công nghệ nó tác động vào những cái cuộc hôn nhân như nào. Thì ở trong cuốn The Marriage Act này thì tiếp theo tác giả giới thiệu một cái concept rất là mới khác, đó chính là Smart Marriage, là khi chúng ta nâng cấp cái cuộc hôn nhân của mình lên thành Smart Marriage, hôn nhân thông minh, với sử dụng đạo luật là cái The Sanctity of Marriage Act ấy, cái đạo luật về hôn nhân mới của chính phủ, để giúp cho con người hạnh phúc hơn. Tức là có những cái điều tra, nghiên cứu cho rằng là cho thấy là những người mà có cuộc hôn nhân nó hạnh phúc thì sẽ đem lại lợi ích cho về kinh tế, về xã hội nó cao hơn so với độc thân. Vì vậy đây là một cái đạo luật nó gần như là ép buộc tất cả chúng ta đều phải kết hôn, và thuần túy là có sự phân biệt với những người chọn lựa chọn độc thân. Thì nếu các bạn có đa độc thân hay kể cả hôn nhân thì mà tò mò có thể thử đọc cuốn này, rất là hay. Chính vì cái sự phân biệt giữa người kết hôn và người độc thân thì ở trong cuốn này có lập ra một cái tổ chức để đảm bảo lấy lại cái quyền tự do của con người. Bởi vì thực tế là khi cái đạo luật ra đời thì những cái người mà độc thân ý, họ sẽ bị đối xử nó sẽ tệ hơn so với là những người được kết hôn. Và những người nào mà được lên nâng cấp lên thành Smart Marriage, hôn nhân thông minh, còn được trọng đãi, đối xử nó còn cao hơn so với cả những người mà kết hôn bình thường mà không chịu nâng cấp.
những người mà smart marriage, hôn nhân thông minh, họ được cấp nhà, họ được miễn thuế, họ được bảo hiểm y tế rất là linh hoạt, họ còn có được miễn các khoản nợ, nói chung là về cái lợi ích tài chính nó rất là lớn. Thế nên là vẫn có khả năng có những cặp đôi mà họ lừa đảo, họ giả vờ để đến được cái smart marriage để có thể được được những cái lợi ích, hưởng thụ cái lợi ích như vậy. Và những những cái cặp đôi mà the smart marriage sẽ được chuyển vào một cái nhà riêng, được cấp riêng cho họ, thì cái nhà này nó chính là ở những cái khu dân cư như kiểu giàu sang ấy, những nơi mà ví dụ người độc thân hồi trước vẫn ở đấy thì bây giờ họ sẽ bị đuổi đi. Những người độc thân sẽ bị đuổi đi ra khỏi chỗ những cái chỗ đẹp nhất. Những chỗ đẹp nhất là sẽ dành riêng cho những cặp đôi mà nâng cấp lên thành hôn nhân thông minh. Thì cái cuộc hôn nhân thông minh này, tuy nhiên để đánh đổi lại được tất cả những cái lợi ích đó thì chúng ta phải chịu được sự giám sát của chính phủ. Cái sự giám sát này nó được thể ở dưới dạng trí tuệ nhân tạo, là có những cái con trí tuệ nhân tạo giám sát chúng ta, giám sát một cách ngẫu nhiên là những lời lẽ, hành động của cặp đôi trong cái cuộc hôn nhân đó, cặp đôi vợ chồng đấy, là họ nói chuyện với nhau như thế nào, họ có yêu nhau không. Tức là nếu không, nếu có những cái gì dấu hiệu cho thấy rằng là cuộc hôn nhân đấy nó có một cái sức mẻ, một cái bất hòa, thì chắc chắn là sẽ phải được cảnh cáo. Và rồi sẽ có người đến giải quyết. Người đến giải quyết này thì nó giống như kiểu một nhà tâm lý học đến để trị liệu cho cặp đôi ấy. Và nếu không thành công, nếu cái người đến trị liệu này họ thấy rằng là hai người này không giảng hòa được đâu, thì cặp đôi này bắt buộc phải ly dị. Nó gọi là bắt buộc ấy, tức là chúng ta không có quyền quyết định là ly dị hay không. Khi mà đã đưa vào cái cuộc nâng cấp lên thành hôn nhân thông minh, là cặp đôi đó phải chịu đựng sự giám sát và những cái ràng buộc của chính phủ, của những người mà đã đề ra cái chương trình này. Cũng giống như cuốn The One, là sẽ đi theo một số các nhân vật, và các nhân vật này sẽ không liên quan gì với nhau cả. Bây giờ mình đã rút kinh nghiệm rồi. À, nếu các bạn có đọc cuốn The Passengers của John Maher thì nó cũng thuộc cái thế giới này nhá. Mình chưa đọc, mình mới có quyển đấy thôi, chắc là mình cũng đọc. Cuốn The Passengers cũng là liên quan đến công nghệ ấy, nhưng mà nó là về cái xe. Và hình như là mình cũng không nhớ, bởi vì những cái chi tiết về cái tập The Passenger đấy với cả cuốn Một Nửa Đích Thực đều sẽ được đề cập đến trong cuốn The Marriage Act này, để thể hiện là ba cuốn này đều cùng một cái thế giới, nhưng mà mỗi cuốn nó sẽ là một câu chuyện khác nhau, và nó sẽ xảy ra theo đúng cái thứ tự xuất bản của sách này luôn, của cái ba cuốn này luôn ấy. Thì cuốn The Marriage Act này nó nói ra được rất là, tác giả muốn nói được rất là nhiều vấn đề liên quan đến hôn nhân và độc thân và sự bình đẳng con người, ở cái cách mà tác giả để cho các nhân vật này kết thúc như vậy nữa. Tức là có những cái câu chuyện mà tự dưng nhân vật chết luôn ý, một cái đồng hồ ý, là mình thực sự rất là bất ngờ, bởi vì mình không nghĩ là cuối cùng tác giả để cho nhân vật đó chết. Trong khi đó ở cuốn The One kia, Một Nửa Đích Thực kia, không hề có những chuyện đấy xảy ra, nhưng mà ở đây thì lại gần như là nó dễ, những người đó họ chết biết thế à, nhưng cái gì đã khiến họ chết? Đấy, cái việc họ đã bị đẩy lùi lại bởi, họ đã bị đánh bại bởi chính cái, những cái chế, chính sách về cái The Marriage Act, về cái chế độ hôn nhân, về cái hôn nhân thông minh này. Và đấy, có thể thấy là cái mặt trái của chính cái đạo luật này, nó đang dồn con người đến nung cùng và tước đi con người cái quyền được đau buồn, được hưởng một hạnh phúc một cách tự do, chứ không phải lúc nào cũng sợ bị giám sát. Nên cái này nó hơi giống một phần này giống cái cuốn 1980 mình từng review ấy, là có cái sự giám sát, là chúng ta lúc nào cũng phải cẩn thận về lời ăn tiếng nói, bởi vì sẽ bị kiểm duyệt. Thì trong cái cuộc hôn nhân thông minh cũng thế, nếu các bạn nói chuyện với cả chồng hay vợ của mình mà nói to theo cái dạng là cãi nhau ấy, thì rất khả năng là sẽ bị cái con AI kia nó bắt được. Thế cho nên là bình thường họ nói chuyện với nhau ấy, nó không được thoải mái, cứ phải kiểm duyệt cái câu văn của mình cho nó khác đi. Các cái nhân vật ở trong chuyện này thì được thể hiện ở rất là nhiều những cái góc nhìn, có cả góc nhìn từ chính những cái người mà thuộc cái chương trình này, rồi góc nhìn từ cái người mà là nhà trị liệu, rồi góc nhìn từ những người thế này nhỉ, nó sẽ có những con người lợi dụng cái sự nổi tiếng hay là tận dụng được cái gì đó làm bản đạp cho mình kiểu vậy. Ở đến cuối truyện thì
Thực tế là cũng có một cái dấu hiệu đáng mong đợi, nó khá là hạnh phúc, nên là mình hy vọng là nó là một câu chuyện về sau, nó sẽ có thể đến đến cái kết tốt đẹp nào đấy. Chứ còn cái thế giới mà bị kiểm soát bởi cái đạo luật này thì mình thấy cũng không ổn lắm, đặc biệt là những người độc thân họ chẳng có tội gì mà đây họ cũng bị kỳ thị, ly dị xong là bị kỳ thị nữa, bởi vì như thế nghĩa là chúng ta đã phá hủy cái sự tính thiêng liêng của hôn nhân và chúng ta trở lại thành trạng thái độc thân, và độc thân ở trong thế giới này là không không được khuyến khích. Một cuốn sách rất là hay các bạn. Tiếp theo thì sẽ là những cuốn sách, mình cũng chỉ đọc mới có hai cuốn sách ebook như vậy, mình sẽ còn lại là những cuốn sách chữ. Có cái ba cái cuốn này thì mình nghĩ là mình sẽ không nói quá nhiều nữa, bởi vì mình đã có trong những cái đọc sách rồi. Cuốn Vụ Chơi Khăm Ngài Triệu Phú, một cuốn sách mà mình khá là thất vọng. Nó có thể hay ở tầm 30% đầu truyện, nhưng mà sau đó thì dần dần là nó không có gì đặc biệt ấy. Và hơn nữa là cái nhân vật Aseripong đây mình không thấy có cái thể hiện ra cái tài gì cả, tài cán thì cũng không rõ, cũng không cảm thấy sự thông minh. Ở Chơi Khăm thì mình đã nghĩ là mình đã hình dung ý, mình đã tưởng là ngay từ lúc giữa truyện là Ngài Triệu Phú tưởng như là giữ được cái món đồ đấy, nhưng mà hóa ra không phải, và sau đó họ phải tìm cách làm tìm hiểu là làm thế nào để Aseripang đã lấy được cái món đồ đấy chẳng hạn, thì nghe nó hay hơn. Và sau đó Aseripang có thể lại chơi lại cảnh sát về làm dối của điều tra thì nó sẽ hay. Nhưng mà ở trong chuyện này thì mình thấy hoàn toàn từ đầu của Aseripang cứ làm cái trò gì nó không không ra được cái mục đích của bản thân này, và cũng không thể hiện ra được cái sự thông minh của Aseripang. Và đến cuối thì thực sự là mình quá là thất vọng vì nhân vật Aseripang đấy, tất cả lại vì gái. Thì như mình cảm giác là mình mới đọc có mấy cuốn của Aseripang, về Aseripang thì cuốn nào cũng phải liên quan gái. Aseripang người rất là mê gái, tên trộm hào hoa mà cũng được thôi, nhưng mà không cần thiết lúc nào cũng phải chính vì cái sự mê gái mà làm hại đến mình như thế. Mình cứ thấy tự dưng bị dìm nhưng mà Aseripang quá, trong khi Aseripang đã làm tên trộm rất là giỏi, vậy mà lại không tập trung vào cái trộm, cái yếu tố đó của chuyện, mà lại cứ đi vào cái việc là chơi khăm dạng không làm gì, rất là thất vọng cuốn này. Nhưng mà thôi, ít nhất thì nó còn hay hơn so với cuốn Cây Kim Rỗng. Cái cuốn hai cuốn còn lại ở trong cái những cái đọc sách đó mình khá là hay, thì cuốn đầu tiên là Dưới Cái Nệm Bảng Hoàng Yến, đây là cuốn tiểu thuyết trinh thám giả sử cổ trang trinh thám đấy, và nói về thời Lý Lý Thái Tổ Lý Thánh Tông chứ. Ô, nói chung là đấy là liên quan đến vua đến đến Thái tử Lý Nhất Tôn và Lý Thường Kiệt. Trong chuyện này là hai nhân vật này sẽ đi điều tra các vụ án liên quan đến cái lời thề, lời sấm truyền, và có khả năng bây giờ là gây náo loạn lòng dân, thì bây giờ phải xem là ai là người đang phá hoại, ai là người đang ý định phá hoại triều đình bằng cách như vậy. Thế mình cũng không có gì nhiều để nói nữa vì mình rất là thích cuốn sách này. Đây là cuốn sách mà mình rất là recommend mọi người, bởi vì đây là lần đầu tiên mình đọc một cuốn tiểu thuyết giả sử lịch sử Việt Nam, và nó lại mang yếu tố trinh thám như thế này. Một câu chuyện rất là hay, và cái cách viết nó cũng rất là chuẩn Việt ấy, kiểu đọc nó không cảm thấy hoa mỹ như là chuyện Trung Quốc, nhưng mà nó vẫn toát ra được cái yếu tố cổ trang, yếu tố lịch sử này. Và rõ ràng là chắc là tác giả đã có sự nghiên cứu rất là kỹ lưỡng về lịch sử nữa, cho nên cái đoạn cuối nêu ra được cái giả thuyết như này thì mình thấy khá là bất ngờ. Với cả là mình rất thích cái mối quan hệ của hai nhân vật Lý Nhất Tôn với cả Thường Kiệt ở trong chuyện này. Hai cái cậu này chính ra về sau mà yêu nhau thì cũng hay phết đấy, nhưng mà thôi, chắc là trong trong câu chuyện lịch sử thì nó không đến mức thế, nhưng mà kiểu mình thấy cái đấy là một điểm thú vị khi nói về tình bạn giữa hai con người, nó rất là hay. Cũng không phải chuyện nào cũng nói được một cái tình bạn đẹp như thế đâu, vì lúc nào cũng sẽ tình bạn dẫn đến tình yêu này, và để có được một cái tình bạn nó hay như thế này cũng rất là khó, bởi vì biết tình yêu thì dễ nhưng mà biết tình bạn nó lại càng khó hơn. 5 sao, một cuốn 5 sao nữa với mình đó là cuốn Hiểm Họa Nhà Kết của Agatha Christie. Thì đây là cuốn sách mà lần đầu tiên mình thấy là Hercule Poirot khá là bất lực trong việc điều tra án mạng, và thậm chí là còn suýt bị thủ phạm lừa nữa, và đến chính cả mình cũng rất là ngã ngửa ra là không ngờ thủ phạm lại là một con người như vậy, bởi vì ngay từ đầu tác giả đã đánh lừa chúng ta rồi, rất là một cái sự khôn khéo trong việc dẫn chuyện. Và
Đây cũng là một cuốn sách mà có thể thấy là Hercule Poirot đã mắc khá là nhiều sai lầm đến mức mà có thể gây nguy hiểm đến tính mạng đến nạn nhân, gặp mắc rất là nhiều sai lầm và thậm chí còn thấy mắc kẹt với những cái suy luận của mình, bởi vì không thể tìm ra một cái suy luận đúng do là chính bị thủ phạm dắt mũi. Và cuối cùng khi mà ra được nhờ một cái yếu tố nào đấy đã dẫn đến việc Hercule Poirot phát hiện ra là mình đã bị lừa một cách ngoạn mục và tìm ra được kẻ chủ mưu cuối cùng của chuyện. Cuốn này thì lại hay ho ở chỗ là không bị tập trung quá nhiều vào các nghi phạm, nên là mình không dành quá nhiều thời gian để nhớ nghi phạm, và cuối cùng như là mình đọc rất là nhanh cuốn này mà vẫn có thể hiểu được tất cả mọi thứ đang nói gì. Đây 5 sao nhé. Rồi 3 cuốn cuối cùng thì có cái cuốn này mình cũng không nói gì nhiều nữa bởi vì mình đã review rồi, đó là cuốn Vì sao đàn ông thích phụ nữ trẻ và phụ nữ thích đàn ông giàu. Cuốn này thì review rất kỹ luôn nên là các bạn hãy xem cái review đó. Thì mình cũng chỉ nói trước là cuốn này thì hãy để ý là giải thích các cái câu trả lời cho những câu hỏi như này dựa theo quan điểm của tâm lý học tiến hóa và hành vi động vật, hành vi con người. Đấy là quan nghiên cứu như thế, chứ không phải là nói về tâm lý học hiện đại của chúng ta giải thích bằng phân tâm học hay là phân tâm lý học phân tích gì đâu. Mà nó đơn thuần là bắt nguồn từ chính những cái nguyên thủy, những cái hành vi được tiến hóa để giải thích cho những cái câu hỏi này. Thì mình chỉ muốn gọi là cảnh báo trước như thế để mọi người không có những cái sai lầm, những cái mặc định nó bị sai về cuốn sách này nhá. Nên nói chung là vẫn là một cuốn sách 5 sao, à 4 sao, 4 sao với mình. 2 cuốn còn lại thì đầu tiên là cuốn Đọc Xứ Phẳng, Du Hành Vào Cõi Đa Chiều. Một cuốn sách khá là đặc biệt và nó có concept nó rất là ấn tượng với mình. Khi mà các bạn nói về một thế giới toán học đi, một thế giới chỉ có mặt phẳng thôi, và câu chuyện được kể từ chính một hình vuông, kể cho chúng ta về xứ phẳng, kể về chuyện các cái chế độ này, rồi đàn bà đàn ông nào, nhà cửa thế nào, tiền lương thế nào, rồi các cái phân phân cấp giai tầng trong xã hội thế nào. Thì chính qua cái việc mà cái hình vuông này miêu tả về cái xã hội của mình thì cũng là để nói lên về cái xã hội thực tế lúc bấy giờ nó cũng kiểu như vậy, và có sự bất bình đẳng đặc biệt là giữa đàn ông và phụ nữ. Ngoài ra thì đó là nói về toán học. Một cái yếu tố rất là hay, nếu các bạn mà về sau có dạy con mình dạy học toán gì thì các bạn có thể chính ra là nhân hóa những cái hình ảnh, những cái hình hình học trên mặt phẳng đấy, là để sau đó có thể dạy con được. Mình thấy là cái cuốn này ý, nó cũng có thể giúp hỗ trợ các bạn về đấy nhé. Khi mà chúng ta coi những cái hình ý, nó là một con người đi, một thành viên trong một đất nước, và nó sẽ có những nhiệm vụ nào, cái đặc điểm của những cái hình đấy nó như thế nào, và tại sao những cái góc này, những góc này thì nào. Tức là trong này thì càng nhiều góc thì nó càng thể hiện sự đẳng cấp quý tộc. Thế cho nên ý, cái đường thẳng gọi là mức thấp nhất, đường thẳng chính là phụ nữ đứng cuối của xã hội. Sau đó thì chúng ta có hình tam giác, tam giác là những người lính, cũng là dạng dạng rất là thấp trong xã hội. Rồi chúng ta có hình vuông, hình ngũ giác, hình lục giác, vân vân. Những cái hình càng càng về những cái hình mà càng có nhiều góc ấy, nó càng thể hiện sự quý tộc, và đến cái mức cao nhất là gần như các góc nó nhiều nhiều đến mức mà nhìn cái hình đấy như hình tròn ấy. Và sau đó chúng ta có hình tròn hoàn chỉnh ý. Thì cái hình tròn hoàn chỉnh đấy là cái mức, cái cấp bậc, cái giai cấp mà được tôn trọng nhất trong cái trong xã hội này, và được là người đứng đầu luôn ý, đó là tư tế, không phải người đứng đầu mà là người giữ trọng trách cao nhất. Ở đây cũng có nói về nổi loạn, rõ ràng khi mà cái tam giác nó rất là không được chủ, gọi là cái tầng lớp nó đông nhất, nhưng mà lại cũng là cái tầng lớp mà bị đối xử một cách hèn kém nhất, sẽ phải nổi loạn chống lại những cái tầng lớp cao hơn. Nhưng mà cái phần nổi loạn đó thì mình đọc khó hiểu lắm nên mình cũng không không hình dung ra được. Nhưng còn lại là những cái mô tả về cái đất nước này này, và rồi cái cuộc chạm trán của hình vuông này với cả xứ một chiều, xứ điểm là chỉ là các cái điểm điểm điểm, nó xứ một chiều, và chạm trán với cả nhân vật người dân ở xứ sở không gian, không gian đây là xứ ba chiều, người ta có hình hộp chữ nhật. Thì đó là cái chạm là chạm trán rất là kỳ lạ của hình vuông. Một cuốn sách mà theo như mình được biết là viết vào năm 1800 bao nhiêu ấy, hồi đấy còn chưa có cái khái niệm về đa chiều, cho nên cuốn sách này đã bị
châm biếm và giễu nhại, không được đón nhận đồng nghiệp. Và nhưng sau khi thuyết tương đối tổng quát của Einstein được kiểm chứng và thực nghiệm, các nhà vật lý ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của không gian bốn chiều của Einstein. Bạn đọc dồn sự chú ý vào sứ phẳng, cuốn sách đã dự báo trước một thế giới có nhiều hơn ba chiều. Và đây là một tác phẩm viễn tưởng toán học độc đáo và có giá trị được nhắc đến trong tác phẩm của các nhà vật lý nổi tiếng. Mình đọc mình cũng thấy khá là độc đáo ấy, khi mà tác giả có thể coi cái hình ở trên mặt phẳng nó là cư dân của một xứ sở nào đấy. Thì các bạn hãy thử đọc cuốn này, mình thấy rất là hay ý. Nó một cái cách nhìn khác đi về hình học. Vì đây cũng là một cái cách để các bạn có thể dạy con mình về toán học ý, mà nó thú vị hơn chứ không phải chỉ đơn thuần là những lý thuyết nó tẻ nhạt ý. Cuốn tiếp theo, cuốn cuối cùng mình nói đến là cuốn Nàng Aura của Carlo Fuentes. Đây là một cuốn sách mà mình đã đọc khá là nhiều lần rồi mà mình vẫn không hiểu thực tế là cuối cùng đặt câu chuyện làm cái gì. Thì đến bây giờ mình đọc lại mình vẫn chưa thực sự hiểu cuốn này. Thì các bạn đọc trong tầm có 1-2 tiếng là xong rồi, vì nó rất là bé này, và thậm chí là cái phông chữ nó cũng rất là to nữa. Thế nên cuốn này thực tế là nó như một cái chuyện ngắn thì đúng hơn là một cuốn novella. Đây là cuốn sách mang tính chất kinh dị và chắc là cũng được coi là xếp theo thể loại gothic, chuyện ma gothic. Câu chuyện là nói về một anh nhà sử học này, anh ấy đọc một cái thông báo mô tả công việc và anh ấy đến căn nhà này để anh xin việc. Là nhiệm vụ anh ấy là viết lại nhật ký của một ông tướng đã chết từ lâu, thì vợ ông này ngày cũng còn sống. Thì bà này tên là Consuelo. Bà Consuelo ở cùng với một đứa cháu tên là Aura. Nàng Aura rất xinh đẹp và đã thu hút ngay tức sự anh chàng nhà sử học của chúng ta. Hai người họ yêu nhau và anh mới nhận ra là chính cái bà Consuelo này, bà đang níu kéo lại Aura, bà đang không cho Aura có thể tự do tìm đến con đường hạnh phúc của mình. Nàng Aura như bị giam cầm ở trong căn nhà này. Vậy thì bà Consuelo đã có cái phương thức quỷ quyệt nào để có thể giữ nàng Aura ở trong nhà như thế? Và anh chàng này đã một mực muốn phải cứu nàng Aura ra khỏi đây. Thì vào cái thời điểm mà anh muốn cứu, anh nói cái lời yêu và anh muốn cứu nàng Aura, thì anh ta phải làm sự thật vô cùng là kinh hoàng. Và sự thật đó được thể ở trong chính những quyển nhật ký mà ông đại tá, ông chồng, ông đã viết về người vợ của mình là bà Consuelo. Một cuốn sách này thì nói về một cái chủ đề cũng rất là muôn thuở thôi, đó là về sắc đẹp và sự trường tồn của vẻ đẹp bên ngoài. Cái sự trường tồn của cái sắc đẹp đó nó sẽ chắc chắn là tàn phai theo thời gian, nhưng mà chúng ta đang cố gắng như bây giờ nhá, kể cả như bây giờ thì nó vẫn là một cái trend thôi, là mọi người đang cố gắng là níu kéo cái tuổi trẻ của mình, cái sắc đẹp của mình qua rất là nhiều những thủ thuật để khiến chúng ta trở nên trẻ hơn, đẹp hơn và không được cảm thấy cái sự già đi. Là cuốn sách này thì nó nói về cái việc đó, tuy nhiên là đến đoạn cuối thì mình có hơi khó hiểu về cái yếu tố này của chuyện ý, nên là nếu các bạn đọc cuốn này rồi các bạn thể giải thích cho mình. Cuốn này mình cũng không rõ là phải nói thêm gì, nó khá là ngắn thôi, nhưng mà ý mình ở đây là tác giả không hề giải thích cụ thể và nó tùy theo cái cách mà người đọc diễn dịch thôi. Với cuốn này lại còn được viết ở ngôi thứ hai đấy. Nếu các bạn thích cái kiểu viết ngôi thứ hai như cuốn You của Carol Kempis, các bạn có thể đọc một cuốn Nàng Aura này. Kiểu tôi ở đây chính là anh chàng sử gia luôn. Và chuyện ngoài nó là tình yêu giữa anh này với cả nàng Aura, kèm theo là sự ám ảnh về tuổi trẻ và sắc đẹp. Nó khá là ngắn ý, cho nên là cái yếu tố, cái ý nghĩa của chuyện, giải thích của chuyện thì nó, mình không biết được ý thực sự là tác giả muốn nói về cái gì nữa ấy. Nó bị quá ngắn nên đây là một điều rất khó hiểu mình. Như sao thì đêm cuốn sách mình thấy mình khá là thích đọc giọng văn ý, 4 sao. Và thế là mình đã nói xong về tất cả những cuốn sách mà mình đã đọc trong tháng 2. Như thường lệ, đến lượt mọi người chia sẻ những cuốn sách các bạn đã đọc trong tháng 2. Rồi, các bạn chúng ta về sau. Bye.